Xin kính chào quý Phật tử và quý khán thính giả hữu duyên đang nghe Pháp học Phật. Quý vị thân mến, việc sư Minh Tuệ đi khất thực từ Bắc vào Nam không còn xa lạ với người dân Việt Nam chúng ta trong những ngày qua. Bàn về việc sư Minh Tuệ đi hành khất, đã có không ít các cá nhân trình bày những quan điểm của mình, nhưng lại gắn cho đó là những giáo lý của Đức Phật. Gần đây nhất vào ngày 2 tháng 6, một loạt phát ngôn của một người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng công chúng được đăng tải trên fanpage có 2,2 triệu lượt người theo dõi, cùng dấu tích xanh xác nhận chính chủ của cô. Fanpage có tên là Angela Phương Trinh, với nội dung bài đăng được cô chia sẻ như thế này: Phật tử nên biết rõ sự khác biệt như sau. Chư Tăng ôm bát đi khất thực một chút buổi sáng rồi quay về tịnh xá ngồi thiền, lễ bái tụng kinh học đạo lý. Còn anh Tú đi từ Bắc vô Nam để trình diễn theo chỉ đạo của tổ chức ngầm. Chư Tăng có truyền thừa nối tiếp từ Đức Phật. Còn anh Tú tự xưng rồi chối biến mình không phải là tu sĩ, nhưng vẫn đón nhận sự cung kính của mọi người giống như lừa đảo. Chư Tăng có giấy tờ hợp pháp từ hành chính quốc gia đến hành chính giáo hội để đảm bảo có sự quản lý về tư cách phẩm hạnh, còn anh Tú không có giấy tờ tùy thân gì. Chư Tăng tu hành khiêm cung kính đáo, mỗi ngày lễ Phật tụng kinh, ngồi thiền, học đạo lý, giảng dạy, làm các việc công đức khác, còn anh Tú chỉ đi chứ không biết tu hành gì, không biết đạo lý là gì. Chư Tăng ngày xưa mặc áo giá, vì lúc đó vải rất hiếm, ai cũng ghép nhiều mảnh hơi khác màu, miễn sao che thân kín đáo. Bây giờ vải dốc sản xuất nhiều nên không cần phải ghép. Còn anh Tú ghép để biểu diễn, chứ không phải vì nghèo, mà có ghép thì có công nghệ chứ không phải ghép bừa. Chư Tăng không bao giờ dám bộc lộ sự cao thượng của mình, không dám phơi bày giá trị cao quý của mình. Còn anh Tú thì có tổ chức chỉ đạo từng bước đi, có tổ chức dùng truyền thông thời đại để đẩy lên làm ngọn cờ đầu chống phá Phật giáo. Chư Tăng cố gắng hỗ trợ nhau tu hành và giáo hóa, tán dương lẫn nhau để bảo vệ uy tín cho nhau. Còn anh Tú mặc cái áo ghép xong là chửi tan nát cả giáo hội. Chư Tăng cúng dường qua lại cho nhau, vui mừng khi thấy có các thí chủ biết phát tâm cúng dường cho chùa. Còn anh Tú kêu đừng cúng dường với mục đích chặn mất nguồn sống của Tăng Ni, khiến cho đạo Phật tự quỷ diệt luôn. Còn nhiều sự khác biệt lắm. Kính thưa quý vị và các bạn, sau bài đăng nói trên của cô thì hàng loạt chia sẻ bình luận. Người thì phẫn nộ, một số kẻ thì đồng tình. Mạng xã hội xảy ra hai thái cực đối lập nhau, nhưng đa số cộng đồng mạng lên án tẩy chay cô này. Nhưng khi rất nhiều người đang tìm thấy cho mình chữ buông bỏ từ sư Minh Tuệ, thì có lẽ chúng ta không tin nổi một người phụ nữ xinh đẹp có nhan sắc lại đưa ra những câu nói khiến đại đa số cộng đồng ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Nhất là vì cô gái đó có nhắc đến sư Minh Tuệ, một vị chân tu đang được hàng triệu con tim hướng về. Đến cả các trang báo chí uy tín chính thống cũng phải nhận định rằng phát ngôn của cô là rất ngông cuồng và coi thường pháp luật, cần phải bị xử phạt nghiêm để răn đe những người nổi tiếng khác. Chúng tôi xin trích lại bài báo được đăng tải trên báo Vietnamnet, vì báo chí sẽ là nơi đưa thông tin khách quan và công tâm nhất tới quần chúng. Cô này đã công nhiên gọi tất cả những người ngợi ca đồng hành với sư Thích Minh Tuệ là ngọn cờ đầu chống phá Phật giáo. Mà đã là chống phá thì, theo như ý của cô, được gọi là giặc. Chúng ta biết những năm gần đây, cô diễn viên này không còn đóng góp gì cho nghệ thuật. Thay vào đó là những phát ngôn gây sốc hoặc lan truyền thông tin sai sự thật. Loạt phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến vụ việc sư Thích Minh Tuệ đi bộ hành theo hình thức thực hành phương pháp tu hành đầu đà nhiều năm. Phát ngôn gây sốc, thông tin về sư thì sai. Các nội dung được đăng tải dưới các hình thức bài viết và video
có giọng điệu gay gắt, ngôn từ nặng nề, mang mục đích quy chụp hạ thấp uy tín của một số cá nhân tổ chức. Điều đáng nói là cô này liên tục gọi những quan điểm trái ngược là truyền thông bẩn, những người có quan điểm hành vi trái ngược là giặc, cho rằng họ đang phá hoại, chống phá Phật giáo. Trong một bài viết, cô này còn xúc phạm tôn giáo khác. Mỗi nội dung được đăng tải của cô thu hút hàng ngàn lượt tương tác. Phần lớn người dùng mạng thể hiện cảm xúc phẫn nộ. Từng bài viết, video lượt bình luận trên trang ít do cô hạn chế tương tác. Trước đó, diễn viên này cũng thường đăng các clip bài giảng của một sư thầy thu hút hàng trăm bình luận trái chiều. Vị sư mà vừa qua nhận không ít gạch đá tẩy chay của dư luận với các bài giảng nhân quả gây hiểu nhầm. Cô còn đăng các câu chuyện về luật nhân quả gây tranh cãi. Vào tháng 8 năm 2021, cô đăng tải câu chuyện nhân quả đôi chân nhái về một cặp trẻ song sinh có đôi chân khuyết tật bẩm sinh là do bố mẹ hành nghề bắt nhái, kèm hình ảnh không xác định của một cô bé khuyết tật. Một lần khác, cô lại chia sẻ về chủ đề nhân quả qua việc sát sinh, kèm hình một chú trâu khóc khi biết sắp bị xẻ thịt, bị cộng đồng chê cười vì nhầm ảnh của một con bò. Ngoài ra, cô còn thường xuyên lan truyền kiến thức sai lệch hoặc không có cơ sở khoa học gì. Trong một bài viết, cô hướng dẫn người dùng mạng chữa ung thư bằng cách nói chuyện với khối u và niệm Phật. Tháng 10 năm 2021, cô bị phạt 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật về việc chữa trị COVID-19 bằng dung đất. Điều đáng nói là chỉ một ngày sau đó, cô tiếp tục chia sẻ bài viết có tiêu đề "Ung thư nhỏ dần nhờ dùng đĩa lông tươi và lại Phật sám hối", khẳng định câu chuyện hình ảnh người thật việc thật về một người phụ nữ khỏi bệnh ung thư sau 4 tháng nhờ nuốt dung và sám hối. Chúng ta thử đặt ra câu hỏi liệu cô có bị oan hay không? Tài khoản của cô đang sử dụng là chính chủ với hơn 2,2 triệu lượt người theo dõi, chứ không phải là tài khoản ảo hay là bị mạo danh. Trên trang tài khoản đang hoạt động đến nay, ngoài các nội dung gây tranh cãi, còn duy trì việc cập nhật hình ảnh của cô, quảng bá cơ sở kinh doanh, các khóa tu Phật giáo, quảng cáo sản phẩm nhãn hàng. Điều này cho thấy các kênh này được vận hành chuyên nghiệp bởi nữ diễn viên và ekip. Theo quan sát, năm 2023, cô thỉnh thoảng vẫn hoạt động như một người nổi tiếng. Cô xuất hiện tại các sự kiện, chụp bộ ảnh và trả lời phỏng vấn báo chí. Từ đầu năm 2024 đến nay, cô hầu như chỉ tập trung cho kinh doanh và sinh hoạt tôn giáo. Là người hoạt động trong showbiz nhiều năm, cô không có tác phẩm cá nhân, không đóng góp gì cho nghệ thuật lẫn giải trí. Sự nghiệp của người đẹp nói chung mờ nhạt và nhiều tai tiếng và thị phi. Việc cô thay đổi hình tượng đột ngột với loạt phát ngôn gây sốc liên quan đến sư Minh Tuệ và chia sẻ đồng tình về một sư thầy rất nổi tiếng thị phi những ngày gần đây gây khó hiểu từ người đẹp. Trước đây cô hoạt động truyền thông xã hội an toàn, thì bây giờ cô bất ngờ tham gia bình luận các vụ việc nóng, tích cực tuyên truyền quan điểm tư tưởng với nội dung văn mẫu, giọng điệu gay gắt đanh thép cùng với ngôn từ sắc bén gợi nhớ đến phong cách của các dư luận viên chạy theo trend. Nhiều người quen của cô chia sẻ riêng với Vietnamnet rằng họ cảm thấy xa lạ, không cho rằng các nội dung trên là do cô trực tiếp viết. Trước đó, cô và một số người nổi tiếng từng đồng loạt đăng bài viết bên vực một sư thầy có nội dung khuôn đúc. Dù nhiều năm không tham gia hoạt động giải trí, nhưng cô vẫn là người nổi tiếng có sức ảnh hưởng nhất định đến công chúng. Loạt phát ngôn gây tranh cãi của người đẹp này có dấu hiệu vi phạm quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật theo quyết định 3196, quyết định của Bộ Văn hóa Thông tin Du lịch ngày 13 tháng 12 năm 2021. Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội theo quyết định 874, quyết định của Bộ Thông tin Truyền thông. Từ năm 2021,
những bài viết chia sẻ về kiến thức sai lệch có thể là căn cứ để xử phạt hành chính theo Điều 101 về vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội trong Nghị định 1/2020. Nghị định Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản kêu gọi cơ quan quản lý vào cuộc xử lý cô này. Thượng tá, nhà văn, nhà báo Nguyễn Hồng Lam viết, vì cô được coi là người của công chúng, nên tôi nghĩ các cơ quan quản lý văn hóa cần phải có những chế tài trừng phạt thích đáng với cô. Khóa hẳn những tuyên bố sai trái và vô đạo đức đó lại. Đó là điều cần làm để văn hóa không bị nhét rác bôi bẩn và phỉ báng. Cũng để dạy dỗ một kẻ mang mác nghệ sĩ phải biết cách hành xử, phát ngôn thực sự có văn hóa. Hiện tại bài viết trên fanpage Angela Phương Trinh đã bị giới hạn quyền bình luận, chỉ có chia sẻ. Đến sáng ngày 3 tháng 6 đó, có 110.000 lượt chia sẻ bài viết. Chia sẻ với Vietnamnet, bạn đọc có những bình luận như thế này. Diệu Mai, đúng vậy, tôi đề nghị xử phạt nghiêm minh Túng Sài Gòn. Tôi thấy cô này bị xử lý là quá hợp lý rồi. Liễu Nguyễn, bài viết quá hay. Cảm ơn tác giả bài viết đã nói lên tiếng nói của nhiều người. Rất mong cơ quan chức năng xem xét và xử lý cô diễn viên Angela Phương Trinh. Cao Nam, ủng hộ Vietnamnet nói lên sự thật. Cứ tưởng em đẹp, em có tiền nên em tự cho mình có quyền phát ngôn như thế sao? Cần xử phạt thích đáng, rất đồng tình với tác giả bài báo. Đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý thích đáng kẻ đã và đang kích động gây rối trật tự an ninh xã hội là Angela Phương Trinh. Cũng có bạn đọc tên là Nguyễn Thị Hương đã bình luận và phân tích rất dài rằng: xin lỗi em, có thể chứng minh gia đình em đã đóng góp gì cho Việt Nam thời chiến tranh chưa? Nhưng mà ông nội tôi á, ba tôi á, là chiến sĩ có công với cách mạng, bị giặc bắn nát đùi, bị tù đầy ở côn đảo 10 năm và nhận được danh hiệu anh hùng có công với cách mạng của Thủ tướng Việt Nam, góp phần giành hòa bình cho em sống an ổn. Hôm nay và trong thời bình, tôi cùng một lòng với Việt Nam, cùng mọi người lan tỏa yêu thương, giúp đỡ những người khó khăn, cứu nhiều sinh mạng và xây nhiều ngôi nhà tình thương. Còn Sư Minh Tuệ tham gia 3 năm nghĩa vụ quân sự. Ba của Sư Minh Tuệ cũng là bộ đội. Trong nhà sư để hình Bác Hồ, chùa sư tu cũng để hình Bác Hồ. Facebook của sư trước khi đi bộ hành cũng để hình Bác Hồ. Vậy thì em chứng minh em đóng góp gì cho đất nước khi còn chiến tranh và khi hòa bình đi. Căn cứ nào mà em nói thầy Minh Tuệ, tôi và những người ủng hộ thầy là giặc? Em tu giỏi quá nên dạy mọi người. Em tu tới mức chửi một người không làm gì em, không hại gì em, không có gì trong tay. Chửi luôn nhà báo và những người có chức có quyền. Chúng tôi là ai? Đạo Phật từ bi em học được gì? Hay em nghĩ là em có tiền, có quyền, đẹp và có người chống lưng thì em đạp họ và cho họ xấu xa như em nghĩ? Không coi họ ra gì cả. Chính quyền nên vào cuộc điều tra làm rõ hành vi xúc phạm, vu khống, quy chụp trong tất cả các bài đăng ấy. Nếu không, em ấy đang kích động chia rẽ sự đoàn kết dân tộc, rất nguy hiểm cho xã hội. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, có lẽ mọi Phật tử đều hiểu được câu chuyện tự lăng xê Phật sống bằng drama của một số người, và chính nữ diễn viên này đã dùng hình ảnh của Sư Minh Tuệ để chà đạp lên con đường tu hành cực khổ 6 năm qua hay không? Hẳn chúng ta đủ thông thái và tin tưởng để nhận ra mục đích của người đẹp này. Đường ướt đất quế không cản bước sư thầy, và đến tối mùng 2 tháng 6, cơn mưa tại mảnh đất quế rất dai dẳng và như nghiêng trời dội nước xuống Hương Trà. Rất thương các hành giả vẫn thoăn thoắt dẫn bước, đầu trần chân đất như hạnh nguyện. Thương bà con Phật tử đội mưa đứng đợi bậc chân tu để chờ góp bước chân theo một đoạn đường.
thương các anh công an, cảnh sát giao thông, dân phòng phân luồng, phân lối dưới mưa. Có gì cao hơn cả hạnh nguyện? Không có gì có thể ngăn nổi bước chân hành đạo. Có gì cao hơn đức tin thì mới ngăn nổi bước chân Phật tử ra ngóng một bậc chân tu. Vì thế, lòng thương thấm đẫm, thêm lòng ngưỡng mộ và thấm mùi đạo vị vì Phật tính trong mỗi con người. Dõi theo bước chân đi, 17 giờ ngày 11 tháng 6, nơi ngủ tối 11 tháng 6 của Sư Minh Tuệ và Quynh Đệ là một trường trung học cơ sở Hà Tế Hạnh, phường Tứ Hạ, thị trấn Hương Trà, huyện Hương Trà, cửa ngõ vào cố đô Huế. Nhà thơ, nhà văn Nguyễn Quang Thiệu đã viết về tương lai của Sư Minh Tuệ như sau: Ngài đã đi, nhưng đang đi một cách lặng lẽ trước khi chúng ta biết đến Ngài. Ngài không đại diện cho ai, Ngài không phải báo cáo ai, Ngài không cần một lời khuyên, Ngài không thuộc về ai, không thuộc về điều gì, Ngài chỉ thuộc về Ngài. Mọi chuyện đang diễn ra quanh Ngài là của chúng ta, không phải của Ngài. Ngài chỉ có một hành động duy nhất là bước đi và bước đi. Người ta ngợi ca Ngài, Ngài vẫn đi. Người ta chửi rủa Ngài, Ngài vẫn đi. Người ta rải hoa, Ngài vẫn đi. Người ta rắc gai, Ngài vẫn đi. Người ta chào đón, Ngài vẫn đi. Người ta xua đuổi, Ngài vẫn đi. Rồi đến một ngày, người ta sẽ không nói về Ngài như lúc này, Ngài vẫn đi. Rồi đến một ngày, người ta sẽ không đi theo Ngài như những ngày này, thì Ngài vẫn đi. Rồi đến một ngày, người ta lãng quên Ngài, Ngài vẫn đi. Nhưng Ngài không thể đi mãi, đi mãi. Ngài sẽ già yếu, bệnh tật hoặc kiệt sức. Ngài dừng lại ở đâu đó trên cánh đồng ven đường, giữa gốc cây, cạnh hồ nước hay trong nghĩa địa. Và trước khi trút hơi thở cuối cùng, tôi chỉ tin Ngài chỉ nghĩ một điều: ta đã đi, còn mọi người vẫn tiếp tục sống như đời sống trên thế gian này. Hàng ngàn năm nay, lao động kiếm tiền, ăn ngủ, cãi chửi, tranh giành nhau, giết chóc, trung thành phản bội, lừa đảo sáng tạo, ảo tưởng tuyệt vọng, thức tỉnh u mê. Thưa quý vị và các bạn, còn đây là một câu chuyện khác, nói về đường tu hành của Sư Minh Tuệ. Có một Phật tử hỏi thầy: Thưa thầy, tại sao không tu ở chùa mà lại đi lang thang khất thực như thế này cho khổ vậy thầy? Thầy trả lời rằng: Phải đi ra tiếp xúc với thế gian mới xả ly được hết cái sân si của mình. Ở trong chùa thanh tịnh vắng vẻ, cũng ba y một bát, nhưng tính chất nó khác. Không tiếp xúc với ai, không va chạm với thế gian, thì làm sao biết mình đã hết sân, hết si? Đi ra ngoài, nắng mưa, người ta chửi mắng đánh đập khen chê, xin cơm người, cho người không phải chịu đắng cay tủi nhục, mới rũ bỏ được hết tham sân mạn nghi, mới đi tới chánh đặng chánh giác. Ở trong nhà mà bảo tôi đã hết sân si rồi, thì làm gì có tiếp xúc với ai đâu. Mà nổi sân si làm gì, có ai tới phá phách gia chạm gì đâu mà sân si. Phải ra ngoài biết khổ đau thì mới thoát được khỏi khổ đau. Phải đi tới tận cùng của cái khổ rồi thì sẽ không còn gì có thể làm cho mình khổ nữa. Bao nhiêu sự chấp niệm, sân si, phỉ báng, cười cợt nhã, coi thường suốt những tháng ngày qua cho đến tận ngày hôm nay, không cần phải chứng minh điều gì cả. Chỉ cần đất trời nhìn thấu, không cần phải thấu lòng người. Chúc Sư Minh Tuệ tu tập tinh tấn trên con đường tu học của mình ngày càng trí huệ. 6 năm tu hạnh đầu đà, 6 năm đi bộ xa nhà người thân, 6 năm một bữa ăn chay, 6 năm ngồi ngủ không chăn đắp, người 6 năm không khóc chỉ cười, 6 năm y áo chẳng nhờ một ai, 6 năm chỉ biết ăn chay, 6 năm nếm đủ đắng cay cuộc đời, 6 năm khổ hạnh của người, mang bao tai tiếng nhiều lời thị phi, thế nhưng sư vẫn cứ đi,
không quan tâm đến sân si đời người. Lúc nào sư cũng cứ cười, cho dù thiên hạ buông lời gièm pha, cầu mong Đức Phật Thích Ca để thầy tìm được ngôi nhà Tây Phương. 6 năm rồi, sư đã xưng với tất cả nhân gian này bằng con rồi, nghĩa là ngài đang xem cả nhân gian là cha mẹ. Sư khiêm nhường đến vậy, thế gian này có mấy ai? Sư lặng lẽ âm thầm bước với bàn chân trần, bước những bước chân khất thực không mong cầu gì, chỉ để ước mong được học cho hết, nhận cho hết giá trị chân tu. Sư đã quyết chí đi tới giới không của một bậc chân tu sĩ nguyện theo ánh sáng các bậc chân tu từ hàng ngàn năm trước. Từ việc làm lan tỏa của sư Minh Tuệ, chúng tôi tin là các bạn cũng bắt đầu thay đổi từ những việc làm ý nghĩa rất nhỏ bé để bớt giảm buông tham sân si, để tĩnh lặng hơn, tiến dần tới thanh cao của sự buông bỏ những điều quanh mình, để mình sống nhẹ hơn, có lợi cho công việc, cho ứng xử, cho quan hệ, cho cuộc sống này. Đi tới một chữ tự nguyện, một chữ buông, gian ngân như tiếng chuông chùa được lan tỏa từ sư Minh Tuệ. Quý Phật tử và quý khán thính giả đang theo dõi kênh, đang nghe Pháp học Phật, có suy nghĩ gì, có suy nghĩ như thế nào qua việc phát ngôn ngông cuồng của cô diễn viên nổi tiếng gọi sư Minh Tuệ là giặc, chế giễu nổ cơm điện, và những bước chân của sư và các vị đồng tu đang lan tỏa điều thiện lành trong tâm ý của mọi người? Quý vị hãy để lại những lời cầu chúc an lạc nhất dưới phần bình luận của video, cũng như luôn nhìn theo bước chân không nghỉ của sư Minh Tuệ. Mọi việc đúng sai, chúng ta hãy dùng tâm hướng Phật để cảm nhận. Chúng ta không nên quy chụp, chia sẻ, truyền bá những luận điệu sai trái, những chia sẻ mang tính chủ quan cá nhân chưa được kiểm chứng. Chúng tôi tin rằng không có khó khăn nào có thể làm cản bước chân của một vị tu hành chân chính. Ngọc càng bài sẽ càng sáng. Có chăng những khó khăn cản trở, những thử thách thị phi, những bịa đặt sai trái sẽ càng làm cho sư Minh Tuệ sáng hơn trong lòng của dư luận. Hãy để thời gian là thước đo cho mọi chuẩn mực đạo đức, cho lòng tin của mỗi con người. Xin cảm ơn quý Phật tử và quý khán thính giả đã theo dõi hết video này. Nếu thấy thanh thản được chữa lành khi nghe, thì hãy đăng ký kênh, like và lan tỏa những điều tốt lành này cho gia đình và những người thân nhất của bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, vài năm trước đây, rất nhiều người biết đến sư Minh Tuệ qua kênh YouTube Nhân Gà Vlog. Hình ảnh sư được quay lại tại một hang đá núi sạn ở Nha Trang, Quang Sơ. Qua video, sư không thuyết pháp, cũng không tự nói về bản thân mình, mà chỉ trả lời, chia sẻ khi được hỏi một cách rất chân thực về hành trình tu tập của mình. Điều mà mọi người quan tâm chú ý hơn cả là những chia sẻ về việc thực hành trì giới của sư. Và mọi người nhận ra, sư Minh Tuệ đọc nhiều, hiểu rõ về Kinh Nikaya và hành y theo những lời Đức Phật dạy. Từ đó có nhận định rằng đây là một bậc chân tu. Cho đến hôm nay, sư Minh Tuệ được rất nhiều người biết tới. Chúng ta không nên dùng từ nổi tiếng đối với một bậc tu hành và có sức lan tỏa rộng khắp vượt ra cả biên giới quốc gia. Và nhiều câu chuyện về sư Minh Tuệ trở nên nóng hơn bao giờ hết. Khắp mạng xã hội tràn ngập những video và hình ảnh về ông. Theo đó, rất nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau. Kính phục, ngưỡng mộ có, chê bai, miệt thị có, muôn nẻo trần ai. Nhưng may thay, những người nghĩ tiêu cực về ông vẫn là thiểu số. Sư Minh Tuệ tu theo pháp khổ hạnh Đầu Đà. Một số nhìn vào hành trang và y giáo của ông mà phỉ báng, nào là điên khùng, nào là hành sát, thiếu trí tuệ, không theo con đường trung đạo mà Đức Phật khuyến khích. Nhưng những kẻ phỉ báng ông đâu biết rằng sư Minh Tuệ đang thực hành theo đúng chánh pháp.
ông làm theo những lời dạy trong Kinh Nguyên Thủy, đó là từ bỏ gia đình, sống đời phạm hạnh, một lối sống trong sạch thanh tịnh, minh triết, buông xả tất cả, thiểu dục tri túc. Người ta nhầm lẫn khổ hạnh đầu đà là cách tu khổ hạnh trong 6 năm đầu của Đức Phật đi cầu đạo. Cái khổ hạnh ấy là ép sát, hành sát khiến cho cơ thể phải chịu nhiều đau đớn, có nguồn gốc từ Bà La Môn. Như vậy, khổ hạnh đầu đà, nghĩa nào đó là tiền thân của con đường trung đạo và vẫn gần với nó nhất. Nhiều người lại cho rằng tu hành quan trọng ở trí tuệ chứ không phải làm khổ cái thân. Nhưng họ nhầm lẫn giữa trí tuệ thế gian với trí tuệ Phật. Trí tuệ thế gian là khả năng nhận thức của con người, có từ di truyền và học hành, trong khi trí tuệ Phật chỉ được khai mở khi người tu phải biết nghiêm trì giới luật. Có giới mới có định mới sinh tuệ. Cho nên, Đức Phật nói, ở đâu có giới hạnh thì ở đó có trí tuệ và ngược lại. Thực hành hạnh đầu đà cốt lõi là để chấm dứt mọi phiền não trần cấu. Vì ở pháp này, giúp hành giả có thể hộ trì các căn, không bị chi phối bởi hoàn cảnh, dần đoạn diệt tham sân si. Đó là lý do vì sao người tu chỉ ăn ngày một bữa, giảm cái tham ăn, ngủ ngồi giảm cái tham ngủ, vì nằm sẽ dễ ngủ say ly bì, mặc ba y, thực chất là một bộ, nhu cầu tối thiểu giảm sự lệ thuộc, tham ái vào y phục. Một số người lại chỉ trích, hạnh đầu đà sao không sống độc cư trong rừng mà cứ đi lang thang khắp cả nước làm gì? Xin thưa rằng, thời nay tìm rừng ở Việt Nam như thời Đức Phật tại thế là không thể được. Già sư cũng từng có thời gian ẩn tu trên núi Sạn. Vậy tại sao ông quyết định chọn lựa cách đi bộ hành khắp đất nước? Như ông đã trả lời, đó là đi tập học và rèn luyện sức khỏe. Thực ra, nếu hiểu sâu thì ông đang thực hành đúng chánh pháp Như Lai. Vì đi như vậy là cách để ông chánh niệm thân, thọ, tâm, pháp. Vì phải sống trong khổ, biết khổ, chứng nghiệm khổ thì mới hiểu rõ nguyên nhân của khổ. Khi đó, khổ sẽ tự chấm dứt, chứ không phải mong thoát khổ để được lạc. Trên bước đường của sư, nếu ông bị cám dỗ bởi vật chất tiền bạc, sắc đẹp, tức là cái tham dục đã khởi lên, hay ông cảm thấy bị phiền toái khi nhiều người dây quanh, quấy nhiễu, tức là cái sân đã nổi lên. Do đó, nếu chỉ ẩn tu, chưa chắc chế ngự được tâm khi đứng trước những xúc chạm của thế tục. Lại có nhiều kẻ phê phán rằng, ông đi như thế có lợi ích gì cho xã hội? Cả xã hội ai cũng đi như ông ấy thì có gì ăn? Đây là những câu hỏi thiển cận, có tính chất ngụy biện hoặc đề cao quá về bản thân mình. Thế thì hãy tự hỏi mỗi người trong chúng ta đã làm gì cho xã hội? Ai cũng có phần đóng góp cho xã hội, không nhiều thì ít, và những giá trị con người có thể tạo ra không chỉ được định lượng bằng vật chất mà còn ở tinh thần. Lẽ thường, cái mà ta làm được dễ nhìn thấy là do bản thân và gia đình. Nhưng cái mà sư Minh Tuệ đã và đang làm cho xã hội lớn lao và rõ nét hơn ta rất nhiều. Đó là sư đã giúp nhiều người thấy được hình ảnh của Phật giáo Nguyên Thủy và bóng dáng tu hành cuộc đời Đức Phật. Sư như một tấm gương chiếu yêu có thể làm lộ ra chân tướng của một số sàm tăng, chuyển khoản tăng, hiển kế tăng, vân vân. Sư đã khiến nhiều người đang mê lạc, tà đạo, thức tỉnh trở về với ánh sáng của chánh pháp. Sư đã khiến nhiều người vẫn giữ được niềm tin vào Phật giáo và ngay cả những tín đồ tôn giáo khác cũng có cái nhìn thiện cảm và mến mộ đạo Phật. Sư đã khiến nhiều người tự soi xét lại chính mình mà giảm bớt tham sân si trong cuộc sống. Thậm chí, không ít người còn buông bỏ tất cả mà xuất gia theo bước chân của sư. Và nghĩa nào đó, sư đã khiến cho tình người gần gũi hơn, xã hội hòa ái hơn. Vậy, nếu xã hội mà cứ làm được như sư thì tốt biết bao. Khi đó, tôi tin chắc rằng xã hội không chỉ có ăn có mặc mà còn có một đời sống an lạc hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhưng tiếc thay, làm như sư sẽ không được mấy người đâu. Lại có người thắc mắc rằng,
sao thầy tu mà xưng con, không xưng thầy với người khác? Thứ nhất là, ông đã chọn con đường buông xả, không còn ràng buộc việc tụ tập ở chùa cũ, cũng như không nhận mình là sư thầy của ai cả, cốt để khỏi ảnh hưởng đến bất cứ ai và không bị phiền hà về chuyện giấy tờ tu sĩ. Thứ hai là việc tự xưng thầy của các nhà sư với Phật tử ngày nay chỉ là thói quen trong giao tiếp, không có sự ràng buộc nào. Suy cho cùng, đó là văn hóa ứng xử, tôn ti và quy ước xưng hô trong ngôn ngữ của người Việt. Chứ nếu ở tiếng Anh thì cũng chỉ là ai du hay tiếng Trung là quơ nị mà thôi. Ở một số cao tăng, họ vẫn xưng bằng tôi hoặc pháp danh khi giảng pháp. Còn sư Minh Tuệ xưng con với tất cả đại chúng. Hiểu sâu hơn, đó là ông đang thực hành phá chấp ngã, tức là ông không quan niệm mình là thầy, bỏ qua cái tôi mà khiêm hạ với mọi người. Rõ ràng đây chính là tinh thần vô ngã. Hiện tại trên bước đường tu, sư đến đâu, dân chúng cũng kéo theo hàng trăm đến hàng ngàn người. Trong đó, không ít YouTuber, TikToker, Facebooker. Điều đó khiến nhiều người lo lắng vì vấn đề an ninh hay sự phiền nhiễu cho việc tu tập của sư. Theo tôi, chúng ta chớ vội mà trách cứ, chửi bới những người làm các kênh mạng xã hội. Hãy nhìn vào mặt tích cực của họ, vì nếu không có họ thì làm sao tạo ra những hiệu ứng tốt đẹp lan tỏa về một bậc chân tu. Và với thời đại này, cũng cần nhìn nhận rằng việc hoằng dương chánh pháp phổ độ chúng sinh, chia sẻ những điều tốt đẹp sẽ rất hữu hiệu khi có sự hỗ trợ của truyền thông và mạng xã hội. Nếu không thì làm sao Phật tử ở Việt Nam biết đến những bài giảng của sư Pháp Hòa hay Tịnh Không và những bậc cao tăng khác nữa? Mặt khác, sự tụ tập của họ cũng là một phép thử để sư Minh Tuệ thực hành chế ngự tâm. Khi được nhiều người chú ý sùng bái, vái lại, nếu sư khởi lên cái tâm mình là quan trọng, là trung tâm, là ngôi sao, thì ngay lập tức sự rơi vào ngã chấp, ngã mạn, tức là tâm tham ái cầu danh. Nếu họ dây quanh, khiến sư không có thời gian nghỉ ngơi, sinh hoạt mà khó chịu nổi giận, tức là tâm sinh đã sinh khởi. Cho nên, những tình huống này là một phép thử cực đại trên bước đường trì giới và chánh niệm. Theo quan sát, dù đi bộ cực khổ đến đâu, nhưng lúc nào trên gương mặt của sư cũng an nhiên và luôn luôn nở nụ cười. Có lẽ sư đã đạt đến trạng thái tịch tịnh. Hay nhiều người dân tỏ lòng thương xót cho sư, xì sụp khóc lóc vì chứng kiến cảnh sư đầu trần chân đất, dãi nắng dầm mưa. Sự rung cảm này có thể hiểu được, nhưng đó là chúng ta lấy suy nghĩ và đôi mắt của người thế tục. Sự lựa chọn con đường khổ hạnh ấy khiến cho sư cảm thấy được lạc thọ nội tâm, và những trở ngại đó mới giúp sư đến gần với giác ngộ. Lại có người lo cho sư vì những tai họa có thể ập đến bởi những thế lực đen tối. Xin cũng đừng lo. Khi đã chọn con đường này thì phải là một bậc đại dũng. Chả phải sư từng nói, còn cho con sống thì con tu tiếp đó sao? Đây là tinh thần vô quý khi sư đã thấu triệt vô thường, vô ngã. Điều mà ta nên quan tâm là liệu sư có thực sự đã đạt được tâm thái đó hay chưa? Nếu đã đạt thì Niết Bàn cũng không còn xa nữa. Vậy tất cả nên hoan hỷ. Tôi đoán rằng tất nhiên đến một giai đoạn nào đó, có thể là sau khi chứng nghiệm khổ, rèn được thân tâm, sư Minh Tuệ sẽ ẩn tu. Vì để giác ngộ, khi giới hạnh đã đầy đủ, cần phải thiền để nhập định. Chắc chắn những ảnh hưởng của sư đã khiến cho tiền rơi vào túi một số sàm tăng ít lại. Và cứ cái đà này có khi họ phải bán ô tô, bán đất mà tiêu. Cho nên không lạ gì việc chống phá hãm hại sư Minh Tuệ đang vào guồng rất mạnh. Họ ban đầu bịa ra chuyện giả tu và có cả một ekip quay phim dàn dựng. Họ bôi bát tăng y, gọi áo phân lô bán nền, hay gọi chê cái nồi cơm điện là bình bát không chính thống. Nhưng mà họ làm sao hiểu được sư đã đạt đến cái tâm phá chấp, sư đâu còn sợ mắc cỡ hay bị quê với mọi người. Và sư cũng có dùng điện thoại
hay biết mạng xã hội nói gì đâu. Khi đã chọn đời sống phạm hạnh, sống xả ly, không gia đình, ngủ nghĩa địa, thì trở ngại lớn nhất là gia đình, người thân, mà sư còn vượt qua thì có xá gì. Hèn nhất là họ đã chụp mũ cho sư, gắn cái nhãn tổ chức nước ngoài phản động, dựng lên một ông sư ăn mày để chống phá Phật giáo Việt Nam và phá hoại đất nước. Xin thưa rằng, Phật giáo Việt Nam bị phá hoại bởi những xàm tăng, ma tăng đang được hậu thuẫn và dung túng. Chính họ đã lợi dụng thuyết nhân quả luân hồi để xuyên tạc bịa đặt và hù dọa cho những người u mê, sợ hãi bằng những viễn cảnh ghê rợn ở kiếp sau. Từ đó tiếp tục lợi dụng cúng dường như một phương cách để giải nghiệp báo, cầu phước báo, tăng trưởng công đức. Tiền càng nhiều càng tốt. Người mà có tâm đạo cúng luôn cả nhà cho chùa, dọn đi chỗ khác ở, cứ ở cái chòi nào đó, ở bình thường thôi, tóm lại là cúng dường và cúng dường. Do đó khi nào các ma tử ma tôn đang trà trộn vào chùa, khoác áo nhà sư mà bị thanh lọc là lúc Phật giáo Việt Nam được chấn hưng. Tất nhiên, khi tán thán về pháp hành của sư Minh Tuệ thì không đồng nghĩa với việc hạ thấp các pháp tu khác ở những bậc chân tu trên đất nước này. Mỗi người một căn cơ, một hạnh nguyện khác nhau, nên không thể ai cũng phải giống nhau. Mỗi cá nhân có mặt ở thế gian này là để hoàn thành một sứ mệnh của riêng mình. Nếu tiêu chuẩn của một người tu là giới hạnh, thì rõ ràng người hành pháp sẽ cao hơn người hiểu pháp. Và thực hành được hạnh Đầu Đà là một công hạnh lớn, xưa nay không được mấy ai. Vậy tán thán, kính ngưỡng giới hạnh là việc nên làm, nhưng không nên sùng bái suy tôn thánh quá sư Minh Tuệ ngay lúc này, vì điều đó sẽ khiến rơi vào tà kiến ngoại đạo, đi ngược lại với tinh thần Phật giáo. Để thấy rõ được ý nghĩa của việc tu hạnh Đầu Đà, xin dẫn lại lời Đức Phật khi tán thán hạnh tu của Ngài Ca Diếp. Lành thay Ca Diếp, thầy có nhiều lợi ích, độ người vô lượng, rộng đến tất cả trời người đều được độ. Vì sao? Ca Diếp, nếu hạnh Đầu Đà này được ở đời, thì pháp của ta cũng sẽ được lâu dài ở đời. Nếu có pháp ở đời, thì thiên đạo tăng thêm, ba đường ác liền giảm. Cũng vậy, thánh tu Đà Hoàng, tu Đà Hàm, A Na Hàm, đạo Tam Thừa đều còn ở đời. Này các tỳ kheo, hãy học như Ca Diếp tu tập. Trong Kinh Pháp Cú, Phật dạy rằng, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu các pháp thiện hay ác. Tâm là người thực hiện mọi hành vi, cũng vừa là kẻ nhận lãnh những hành động do chính mình tạo ra. Tâm là chủ nhân của bao điều quả phúc, là ông chủ ra lệnh cho kẻ đầy tớ trung thành của mình để nói năng và hành động tốt hay xấu. Đức Phật dạy, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. Chúng ta hãy nương tựa chính mình, bởi vì ta là người tạo ra việc làm tốt xấu, rồi gặt hái kết quả khổ đau hay hạnh phúc. Cầu nguyện hay mong muốn trước hình ảnh của Đức Phật, hay thỉnh các vị thầy để cầu xin được an vui, hạnh phúc và phát đạt về mọi mặt là không thể được. Bởi vì sao? Nhân quả là nền tảng của đạo Phật, cho nên ta phải tránh làm điều ác, mà hãy siêng năng làm việc lành và giữ tâm ý luôn trong sạch. Làm việc thiện hay công đức cúng dường, giống như chúng ta gửi tiền vào ngân hàng nhân quả. Ngược lại, nếu chúng ta làm việc ác, giống như chúng ta đang vay mượn tiền của ngân hàng, chúng ta phải trả tiền lãi và cả nợ gốc. Khoản vay trên có thể trở thành một gánh nặng cho chúng ta nếu ta không có khoản thu vào. Những người mắc nợ luôn sống trong lo sợ và đau khổ bởi vì bị chủ nợ hăm he, nói nặng nhẹ và nguy cơ lớn là dẫn đến tù tội. Người biết gieo trồng phước đức trước tiên là
họ sống an vui, hạnh phúc vì thoải mái đầy đủ cả hai mặt, vật chất lẫn tinh thần. Họ sẽ là người giàu có trong hiện tại và mai sau. Phật dạy cho chúng ta 8 cách tạo công đức để sống an lạc, hạnh phúc ngay tại đây và ngay bây giờ. Thứ nhất, bố thí. Thứ hai, giữ giới trong sạch. Thứ ba là thiền tập. Thứ tư, quan hỷ với công đức hay thiền nghiệp do người khác làm. Thứ năm là khiêm tốn. Thứ sáu, hồi hướng phước báo mỗi khi làm việc thiện. Thứ bảy, thường xuyên đọc kinh, nghe pháp. Và thứ tám là hoằng pháp lời sinh. Về bố thí. Bố thí tiếng Phạn là dana, có nghĩa là sự cho. Còn theo từ ngữ Hán Việt, bố là cùng khắp, thí là cho, có nghĩa là cho cùng khắp, không phân biệt người thân hay kẻ thù. Chính vì chúng ta còn phân biệt, chấp ngã, nên ta chỉ bố thí có giới hạn, dẫn đến không được nhiều lợi ích. Từ cúng dường là nói trại đi của hai chữ cung dưỡng, có nghĩa là cung cấp và nuôi dưỡng. Về nội dung thì bố thí hay cúng dường chỉ là một, không có gì sai khác. Tuy cùng chung một nghĩa cử, một hành động, nhưng người ta dùng hai từ khác nhau để phù hợp với đối tượng thọ nhận. Cho với lòng hảo tâm, thương cảm thì gọi là bố thí, còn cho với lòng ngưỡng mộ, tôn kính thì gọi là cúng dường. Làm người trong trời đất, ai cũng từ cha mẹ sinh ra. Cha mẹ làm nên thân người. Chính vì vậy, ta phải có trách nhiệm, bổn phận, hiếu thảo với mẹ cha bằng cách chăm sóc về tình cảm, tinh thần và cung cấp, dưỡng nuôi lúc cần thiết. Cung cấp những nhu cầu thiết yếu để nuôi dưỡng cha mẹ là đạo lý. Uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Trong tập quán của người Việt Nam, về việc kính trọng thờ ông bà tổ tiên. Ngoài việc cúng dường cha mẹ, người Phật tử còn có trách nhiệm và bổn phận cúng dường người tu hành chân chính, suốt đời phục vụ vì tám bảo, vì lợi ích chúng sinh. Tại sao ta phải cúng dường người tu hành chân chính? Cha mẹ làm nên thân ta, thầy tổ giúp ta biết được điều hay lẽ phải để vượt qua cạm bẫy cuộc đời, không rơi vào hố sâu tội lỗi. Vì vậy, từ cúng dường được dùng đối với các bậc trưởng thượng tôn kính như cha mẹ, thầy tổ, vân vân, là những người có công nuôi dưỡng, dạy dỗ, chỉ bày, giúp ta nên người. Ngoài từ ngữ bố thí, cúng dường, còn có nhiều từ ngữ khác như kính tặng, kính biếu, để nói lên lòng tôn kính của người cho. Từ ngữ bố thí được người Việt Nam sử dụng với nhiều ý nghĩa như cho, tặng, biếu, giúp đỡ, chia sẻ. Tất cả đều mang ý nghĩa tốt đẹp của hành động cho. Con cháu đem vật phẩm nuôi dưỡng ông bà cha mẹ thì gọi là cúng dường vật phẩm. Còn ông bà cha mẹ đem của cải vật chất cho con cháu thì tôi gọi bằng từ cho, giúp đỡ hay chia sẻ. Hoặc người dân bình thường muốn đem phẩm vật cho những người có địa vị trong xã hội thì gọi là kính biếu hay kính tặng. Cùng một hành động bố thí mà tùy theo đối tượng, tùy theo hoàn cảnh mà ta dùng chữ sao cho phù hợp để không làm mất đi sự tôn kính, lòng thương cảm của ta. Là người học Phật, chúng ta phải thấu hiểu rõ ràng chỗ này để dùng từ ngữ không bị sai lệch mà làm ảnh hưởng không tốt đến hành động bố thí của mình. Bố thí cúng dường là hành động làm phước thiện. Theo luật nhân quả, nó là điều kiện thiết yếu để ta tiêu trừ đau khổ, chuyển hóa nghèo cùng khốn đốn, không còn sợ nghèo đói và vượt qua nỗi bất an, sợ hãi trong cuộc đời, như mũi tên chỉ đường để ta không bị lầm đường lạc lối. Người Phật tử chân chính, việc thiện dù nhỏ mà
ta chịu khó làm, thì vinh hoa phú quý sẽ đến với ta trong hiện tại và tương lai. Nhờ bố thí mà lòng tham lam, ích kỷ của ta được giảm bớt và ngày càng được tiêu trừ tâm xấu ác. Nếu chúng ta chất chứa lòng tham, sẽ tạo cho ta nhiều nỗi khổ, niềm đau cho người khác. Nuôi dưỡng lòng hiềm hận, luôn sống trong sự bất an, lo sợ và làm tổn hại người khác. Về trì giới, bất luận một cơ quan, đoàn thể, tổ chức nào trong xã hội muốn được phát triển bền vững và lâu dài đều phải có nguyên tắc của nó, kỷ luật chặt chẽ, có quy củ để duy trì giới điều mà họ chế ra, lại càng có giá trị thực tiễn nhằm giúp ích cho con người. Đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập ra. Ngài là một đấng giác ngộ hoàn toàn. Chính vì vậy, những giới luật Phật chế ra nhằm giúp cho chúng ta biết cách ngăn ngừa tội lỗi để ngày càng hoàn thiện chính mình hơn. Chính vì sự lợi ích lớn lao của giới luật, nên Đức Phật đã khuyên các hàng đệ tử của Ngài phải một lòng nghiêm trì giới luật. Kinh Lời Dạy cuối cùng, Phật báo rằng: gặp thời không có Phật, mọi người hãy lấy giới luật làm thầy. Tùy theo căn cơ, trình độ và hoàn cảnh sống mà chúng ta có thể phát tâm trì giới. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin nói về năm giới cho người cư sĩ tại gia. Trì là giữ giới chặt chẽ. Giới là những điều răn dạy, ngăn cấm nhằm giúp cho chúng ta vượt qua biển khổ sông mê mà không bị sa hầm sụp hố để hành Bồ Tát Đạo, cho đến khi viên mãn thì thành Phật. Thứ nhất, trì giới chấp tướng. Trì giới chấp tướng là trì giới mà chỉ có hình thức bên ngoài, chứ bên trong thì tâm ý bị chi phối những dục vọng thấp hèn. Như chúng ta trì giới vì háo thắng, để được mọi người khen ngợi, rồi cho mình hơn người nên ta trì giới, và coi thường khinh dễ người phạm giới. Trì giới như thế là giả dối, đánh lừa mình và người khác. Thứ hai là trì giới không chấp tướng. Trì giới không chấp tướng là dân theo lời Phật dạy, mà tùy theo khả năng phát nguyện, gìn giữ, không vì háo thắng, không vì danh lợi, không bị các thế lực hoàn cảnh ép buộc mà làm. Người Phật tử chân chính, có tài thí, pháp thí, mà không biết gìn giữ giới pháp, thì không thể hết phiền não, tham sân si, nói chi là thành Phật. Vì người ấy một mặt làm phước, để vui chơi hưởng thụ, nên dễ gây nhiều tội lỗi cho người khác. Ngược lại, người Phật tử chân chính luôn tâm niệm rằng mình trì giới để có cơ hội sống tốt hơn, giảm bớt những thói hư tật xấu và sẵn sàng giúp đỡ sẻ chia khi gặp người bất hạnh. Khi mọi hành giả trì giới được thanh tịnh, thì tâm từ bi hỷ sẽ phát sinh, làm cho ta biết bao dung và tha thứ, biết đóng góp và sẻ chia, và thương yêu trong hiểu biết, không thấy ai là kẻ thù, chỉ có người chưa thông cảm với ta mà thôi. Sự tu sửa chỉ cốt thực hành. Dù chúng ta có thông minh tài trí đến đâu, thâm hiểu giáo lý cao siêu, mà không thực hành thì giống như người đói mà ăn bánh vẽ vậy, chỉ uổng công vô ích. Chính vì vậy, chúng tôi xin chân thành khuyên nhủ quý Phật tử, sau khi đã quy hướng Tam Bảo làm đệ tử Phật rồi, kế đến là chúng ta phát nguyện giữ giới. Từ giữ một giới cho đến khi nào giữ trọn vẹn năm giới, coi như ta đã thành tựu 3/4 con đường. Phần còn lại sẽ kết hợp với buông, xả và dấn thân hành Bồ Tát Đạo đến khi thành Phật viên mãn mới thôi. Trì giới là tránh không làm hại người khác qua lời nói hay hành động, như giết hại, trộm cướp, tà dâm, nói dối hại người và uống rượu say sưa, sử dụng các chất kích thích độc hại như xì ke, ma túy.
những việc này có thể làm tổn hại mình và người khác. Giữ giới giúp chúng ta loại bỏ sự căng thẳng bồn chồn, lo lắng phát sinh từ các hành vi sai trái. Khi chúng ta giết hại, nói dối, lừa đảo hoặc trộm cướp của người khác, hiện tại bị tù tội, mai sau chịu nhiều quả báo xấu và sẽ bị đọa vào ba đường dữ: địa ngục, quỷ đói và súc sinh. Giới có công năng hỗ trợ giúp cho thiền định và trí tuệ phát sinh. Nhờ vậy, ta dễ dàng chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui và hạnh phúc. Thiền tập giúp chúng ta thanh lọc các phiền muộn khổ đau do ham muốn quá đáng như tham, sân hận và si mê, ganh ghét, tật đố, ích kỷ, bỏng sẻn, vân vân. Những phiền não này làm cho chúng ta phiền muộn đau khổ. Thiền tập giống như tẩy các chất xú quế ra bên ngoài bằng cách tắm rửa, đi tiểu và đi đại. Để cho thiền tập đạt được kết quả tốt đẹp, chúng ta phải giữ giới trong sạch. Người giết hại hay trộm cướp của người khác khó đạt được thiền định vì trong tâm của họ còn quá nhiều toan tính, lo lắng và sợ hãi. Nhờ giữ giới tinh nghiêm, ta dễ dàng phát triển định tuệ đồng thời. Ngay khi định là có trí tuệ, nên ta dễ dàng buông xả những tâm niệm xấu ác làm tổn hại người khác. Ta sẽ dùng cái thấy, cái nghe hay biết để biết rõ mọi cử chỉ hành động trong sự tỉnh giác. Sự tỉnh giác đó giúp ta làm chủ được những ý nghĩ, lời nói, hành động đang diễn ra trong giờ phút hiện tại. Khi chúng ta tỉnh giác, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe. Ta thấy nghe hay biết trong sự định tĩnh sáng suốt, thường biết rõ ràng mà không phân biệt vọng động. Khi ta tỉnh giác là ta đã có mặt trong từng giây phút của sự sống. Nhờ vậy, mỗi giây phút của sự sống là sự bình yên hạnh phúc. Cái hạnh phúc này là một tặng phẩm quý giá cho những người biết cách thiền tập trong mọi hoàn cảnh. Đấy là một việc làm rất đổi bình thường. Khi chúng ta biết tỉnh giác trong từng phút giây, chúng ta sẽ nhận diện và an trú những gì đang có trong hiện tại. Ta biết như vậy là ta đang thiền tập trong đi, đứng, nằm, ngồi. Nhờ vậy, ta sẽ kiểm soát mọi ý nghĩ, lời nói cho đến hành động dễ dàng. Tắm dưới vòi nước tươi mát, ta gội đầu kỳ cọ, cảm nhận được dòng nước tươi mát trong sạch, trong trạng thái an lạc, thoải mái, nhẹ nhàng mà vẫn không đánh mất chính mình. Khi ta làm việc gì, ta biết việc đó. Đừng để mọi suy nghĩ tư tưởng kéo ta về quá khứ hay mơ ước đến tương lai, làm cho ta dính mắc vào những lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, sầu khổ, giận hờn và si mê. Ai có chiều sâu trong tu tập thì tỉnh giác trong từng phút giây bằng cách nhận diện từng dòng niệm mà không cần phải xua đuổi hay bám víu vào nó. Ngay khi đó thì tâm Phật hiện tiền mà vẫn thường biết rõ ràng trong định tĩnh và sáng suốt. Như vậy ta đang làm chủ bản thân. Hành giả có chiều sâu thì nhìn vọng niệm giống như gió thoảng mây bay, vì lúc nào cũng sống trong tỉnh thức, thường biết rõ ràng. Chúng ta thiền tập trong lúc ngồi, nằm, đứng, đi, làm việc trong vài ba ngày sẽ cảm nhận được bình an hạnh phúc. Đây là một sự thật nhiệm màu mà ai cũng có thể làm được. Chỉ cần ta kiên trì trong bền bỉ và lâu dài. Chúng ta hãy tập sống sâu sắc và thảnh thơi như vậy trong khi ăn uống, đi tiểu, đi đại và làm việc thì chỗ nào chẳng phải là thiền. Chúng ta muốn làm chủ bản thân thì tâm ý không được tiếc nuối quá khứ, không mơ mộng đến tương lai mà chỉ sống ngay trong giờ phút hiện tại. Khi tham, ta biết ta đang tham thì sẽ hết tham. Việc làm thức ăn và ăn sáng
cũng là loại thiền tập quan trọng không thể thiếu trong đời sống. Về những việc này, ta phải tự giải quyết. Khi chúng ta nấu nước sôi, pha trà, pha cà phê, nấu cháo, nấu hủ tiếu, chiên cơm nguội, vân vân, chúng ta làm việc gì thì biết việc đó. Tỉnh giác trong làm việc sẽ giúp cho ta biết cách chuyển hóa, soi sáng lại chính mình với những gì đang xảy ra trong giờ phút hiện tại. Tỉnh giác là cốt thủy của thiền tập, làm cho trái tim ta hiểu biết và thương yêu hơn. Nhờ tỉnh giác trong từng phút giây, giúp ta sống hiểu biết hơn, yêu thương hơn và vui sống bình an hạnh phúc với tất cả mọi người. Ai cũng có năng lực tỉnh giác, chỉ cần chúng ta kiên trì thực tập trong điều đặn thì kết quả sẽ đạt được ngay tại đây và ngay bây giờ. Như vậy, mỗi ngày chúng ta có mặt là một ngày chúng ta có thiền, có tỉnh, có giác, có biết mà vẫn an nhiên tự tại. Cuộc sống như thế, có gì làm cho ta phiền muộn khổ đau? Tuy chúng ta biết rõ như vậy, nhưng vẫn còn tập khí, tức là thói quen đã huân tập nhiều đời. Đây là những thói quen xấu được lập đi lập lại nhiều lần, nên nó sai sử ta chạy theo những vọng niệm, nhớ nghĩ, tiếc nuối về quá khứ hay mơ tưởng đến tương lai mà đánh mất chính mình trong hiện tại. Khi mới bắt đầu thiền tập và đang đi vào thiền tập, chúng ta sẽ bị những thói quen lo lắng, sợ hãi và dính mắc trong tham ái. Chính những thói quen đó đã làm cho ta không an trú, vững chãi được trong giờ phút hiện tại. Tuy nhiên, ta phải kiên trì và bền bỉ để đến một lúc nào đó làm chủ được những thói quen ấy mà không bị cuốn trôi bởi những được mất ta người. Chúng ta biết cách thiền tập trong đi đứng nằm ngồi, trong lúc ăn uống, làm việc hoặc nghỉ ngơi là ta đang làm chủ bản thân mình. Khi chúng ta không tiếc nuối về quá khứ, không bị tương lai làm xáo động là ta đang sống tại đây và ngay bây giờ. Tóm lại, ta chỉ cần thiền tập trong mọi hoàn cảnh, trong đi, đứng, nằm, ngồi. Ta làm chủ trong ý nghĩ, lời nói và hành động. Đó là một thực tế nhiệm màu mà ít ai ngờ đến. Nhiều người cứ nghĩ rằng tu là phải vô chùa, ở hang sâu rừng thẳm. Không ngờ, tu chỉ là đơn giản như vậy. Tùy hỷ công đức là quan hỷ với những ai đã làm những việc thiện lành tốt đẹp bằng cách chia sẻ hay nâng đỡ người khác. Như thấy người khác làm việc giúp đỡ kẻ khác vượt qua cơn hoạn nạn. Đa số chúng ta ai cũng mang sẵn thói quen ganh ghét tật đố, cống cao, ngã mạn, tham danh hám lợi. Bởi có những tính xấu ấy, nên khi thấy ai làm điều gì tốt đẹp, chúng ta liền có phản ứng ngay bằng cách chỉ trích phê phán đúng sai về người đó. Vậy, thế nào là tùy hỷ công đức? Tùy hỷ là vui theo, công đức là những điều lành, điều tốt, những điều đem lại lợi ích hạnh phúc cho người khác. Nghĩa là, thấy ai làm việc gì tốt, có công đóng góp lớn cho xã hội, thì ta đều quan hỷ, phát tâm vui mừng và còn tán thán người đó. Hoặc thấy họ làm điều phước thiện, chúng ta quan hỷ vui vẻ với việc làm của người, mừng vì thế gian có thêm được một người tốt và bớt đi một người xấu. Sự quan hỷ vui vẻ giúp cho con người sống yêu thương gần gũi với nhau hơn bằng trái tim hiểu biết. Người phát tâm làm việc bố thí, chính họ đã khởi lòng từ bi thương xót giúp đỡ người khác. Thấy người bố thí, ta phát tâm tùy hỷ hoặc tìm cách trợ giúp theo. Chính ta đã chuyển hóa được tâm ganh ghét, tật đố, ích kỷ của mình. Phật thí dụ, một ngọn lửa của một cây đuốc, dù đem 100.000 cây đuốc khác đến mồi, ngọn lửa ấy vẫn không bị hao mòn, mà còn làm cho chung quanh đó sáng thêm. Tuy cùng làm một việc làm phước thiện, mà người phát tâm nhỏ hẹp thì
công đức sẽ có giới hạn. Người phát tâm rộng lớn thì công đức vô cùng tận. Trong kinh Phật dạy, người phát tâm rộng lớn để bố thí, vật chất của chỉ bằng hạt cải mà quả báo như núi Tu Di. Ngược lại, người ôm lòng nhỏ hẹp bố thí của bằng núi Tu Di, công đức chỉ bằng hạt cải. Khi thấy người làm việc bố thí, chúng ta phát tâm tùy hỷ việc tốt của người khác, chắc chắn người đó sẽ cảm mến ta. Ta tùy hỷ việc làm tốt của người khác, không tốn hao tài sản hay hao mòn sức lực, mà đem lại niềm an vui, hạnh phúc cho mình và người. Thấy người làm điều thiện, ta không phát tâm hoan hỷ, mà còn sanh tâm gánh ghét tật đố, khinh chê, coi thường người ấy, làm họ thối bồ đề tâm. Ta và họ sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Chính tâm ích kỷ tật đố, cống cao ngã mạn đã làm cho mọi người càng trở nên xa lánh, không thích gần gũi. Khiêm tốn là một loại đức hạnh làm cho người khác thương mến chúng ta, vì nó trái ngược tính cống cao ngã mạn, chỉ đưa đến sự hiềm thù mà oán ghét lẫn nhau. Nếu chúng ta muốn mọi người thích gần gũi, mến thương, thì ta phải biết khiêm tốn. Người biết khiêm tốn luôn được mọi người yêu mến, quý trọng. Người khiêm tốn là người luôn có tấm lòng từ bi quảng đại, biết bao dung và độ lượng trong mọi vấn đề. Chúng ta hãy tâm niệm như sau: xin cho tôi được làm đất để mọi người được dẫm lên. Người sống ở đời biết khiêm tốn mới học hỏi được nhiều điều hay, tu dưỡng phẩm chất đạo đức thanh cao để làm gương sáng cho người học hỏi bắt chước tu tập theo. Người biết khiêm tốn là đi ngược lại với tâm cống cao ngã mạn, nên được nhiều người mến thương, người trí quan hỷ chỉ dạy và giúp đỡ trong việc làm và tu sửa đạo đức. Nếu chúng ta tìm cầu danh vọng phú quý giàu sang mà không thực hành hạnh khiêm tốn thì khó mà thành tựu như mong muốn. Người hiểu biết nhiều và có điều gì cao thì càng phải khiêm tốn nhiều hơn nữa đối với những người thấp kém hơn mình. Nhờ vậy, cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn, bởi ta biết yêu thương mọi người bằng trái tim hiểu biết. Người Phật tử chân chính phải có lòng yêu thương người vật, biết khiêm tốn nhún nhường trước mọi người và hằn xét lại lỗi mình để tìm cách sửa đổi cho tốt. Như vậy, người khiêm tốn luôn đem lại niềm an vui, hạnh phúc cho nhân loại bằng tình người trong cuộc sống với tấm lòng từ bi rộng lớn. Hồi hướng phước báo mỗi khi làm việc thiện có nghĩa là ta quan hỷ muốn cho nhiều người khác cùng làm việc tốt với mình. Nhờ vậy, nhân loại sẽ bớt khổ đau nhiều hơn. Chúng ta có thể hồi hướng phước báo cho những người đang sống, vì có nhiều người đang sống trong si mê lầm lạc. Chúng sinh ở thế gian đâu phải ai cũng có hiểu biết chân chính, nên mỗi khi ta làm việc thiện hay tu tập được an lạc để hồi hướng công đức cho mọi người cũng được như ta. Ngoài việc hồi hướng phước đức cho những người cùng sống với ta, chúng ta cũng cần phải hồi hướng cho những chúng sinh sống trong cảnh giới quỷ đói, đang thèm thuồng khao khát miếng ăn vật thực bằng sự tưởng tượng của con người. Chỉ cần chúng ta có lòng thành, mỗi khi ăn uống hay làm điều gì có ích cho người, ta hãy hồi hướng cho kẻ dương, người âm được hưởng phần phước báo. Đó là ta đang mở rộng lòng từ bi đến với muôn loài. Chính vì vậy, mỗi khi chúng ta làm điều gì có ích lợi hoặc thiện lành như giúp đỡ người khác, ta đều hồi hướng để mọi người được chung hưởng. Nói tóm lại, chúng ta muốn việc hồi hướng có lợi ích cho tất cả chúng sinh thì ta phải biết giữ giới, bố thí, thiền tập, tùy hỷ việc làm tốt, khiêm tốn, không cống cao ngã mạn và vận dụng lời Phật dạy để ngày càng được sống tốt hơn
bằng trái tim yêu thương và hiểu biết. Dẹp việc nghe Pháp. Khi đến chùa nghe Pháp, chúng ta phải chú ý lắng nghe. Nếu nghe xong mà không hiểu gì hết, thật là uổng công vô ích biết chừng nào. Chúng ta tu học như thế thì biết đến bao giờ mới được trí tuệ rộng lớn. Phật Pháp tuy khó nghe, nhưng chúng ta đang nghe và đã nghe. Chẳng lẽ nghe xong rồi lại trả cho thầy hay sao? Nếu đã như thế, chúng ta phải sanh tâm hổ thẹn, biết đây là nghiệp chướng sâu dày do nhiều đời không gieo trồng hạt giống trí tuệ, nên bây giờ mới bị lú lẫn, ngu ngô như thế. Biết được như vậy, chúng ta hãy nên thành tâm sám hối, cố gắng siêng năng, tinh tấn, học hỏi chuyên cần. Tại sao con người nghe một lại hiểu mười, nghe mười hiểu trăm, còn ta nghe xong chẳng hiểu gì hết? Bởi ta không gieo nhân thông minh trí tuệ, nên phải chậm lục hơn người và kém hiểu biết. Biết được vậy rồi, chúng ta phải làm sao cố gắng học hỏi thêm nhiều hơn nữa để thông suốt lời Phật dạy và biết cách tu hành nhằm chuyển hóa phiền muộn khổ đau thành an vui, hạnh phúc. Kinh Phật thường dạy, văn tư tu, khi nghe Pháp rồi, chúng ta phải suy nghĩ xem xét tìm ra nguyên nhân tốt xấu, đúng sai, để ta bắt đầu tu sửa phiền não, tham, sân, si thành vô lượng trí tuệ và từ bi. Ta không gieo nhân trí tuệ thì làm sao có quả thông minh sáng suốt? Có người sở dĩ họ thông minh sáng suốt là do họ đã học hỏi và huân tập nhiều đời. Không có gì là do bỗng nhiên và khi không mà có được. Ngài Lục Tổ Huệ Năng cũng dốt nát quê mùa, làm nghề đốn củi nuôi mẹ, chỉ nghe một câu kinh liền ngộ đạo và sau đó phát tâm xuất gia tu hành thành tổ, để lại nhục thân cho đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn. Trong suốt 8 tháng trời, Ngài chỉ làm một việc giã gạo nấu cơm, ấy thế mà Ngài được truyền y bát làm vị tổ thứ 6 lịch sử Thiền Tông Trung Hoa. Sau này Ngài đã báo trước ngày giờ ra đi trước 3 tháng và để lại nhục thân không bị hoại cho đến tận ngày hôm nay. Khi đến chùa nghe Pháp, chúng ta cố gắng học hiểu rõ ràng nghĩa lý lời Phật dạy, để rồi sau khi ra về nhớ đó mà ứng dụng thực hành. Nghe học như thế thực sự mới có lợi ích thiết thực và xứng đáng là người Phật tử chân chính. Nếu chúng ta đã đến chùa, khi nghe thì hiểu, khi về thì quên, nên đụng chuyện phát sinh đủ thứ phiền não, làm cho mọi người mất niềm tin và không còn muốn tu học nữa. Tu học như thế vô tình phỉ báng Phật Pháp, cho nên chúng ta phải cố gắng tu học trí tuệ rộng lớn để chuyển hóa u mê, tối tâm thành trong sáng, thanh tịnh, chuyển hóa khổ đau thành an vui, hạnh phúc. Nghe Pháp và tu học như vậy mới xứng đáng là người Phật tử chân chính. Hoằng Pháp lợi sinh, có nghĩa là giúp đỡ người khác biết được Phật Pháp như mình, tính sâu nhân quả mà tránh xa điều xấu ác. Giáo Pháp của Đức Phật rất vô cùng hữu ích và có thể tạo cho người khác vượt qua cạm bẫy cuộc đời bằng cách làm mới lại chính mình. Thời Phật còn tại thế, việc chú trọng đến tính giác ngộ và sự bình đẳng giữa con người với nhau nhằm xóa bỏ mọi giai cấp thống trị. Chính vì thế, sau khi chứng ngộ, Phật thấy được tính bình đẳng trong mỗi chúng sinh, vì mê chấp mà có sai biệt nghiệp lực. Do phân định giai cấp ở Ấn Độ mà con người bị đóng khung an phận trong giai cấp của mình, không có óc cầu tiến để vượt thoát nỗi khổ niềm đau. Hoằng Pháp vào thời Đức Phật đem lại giá trị bình đẳng giữa con người với nhau, không còn lệ thuộc bởi đấng quyền năng. Phật dạy, vì lợi ích cho chúng sinh, quý thầy hãy đi khắp nơi,
không đi hai người một chỗ, để hướng dẫn cho mọi người biết được đạo giác ngộ, giải thoát. Ngài bảo, không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Ngày xưa, việc quan pháp rộng rãi đến các tầng lớp mọi người. Phật kêu gọi tứ chúng phân bổ khắp nơi để tiện việc truyền bá đạo giác ngộ cho mọi người. Ngày hôm nay, việc Phật giáo đi vào xã hội với phương châm tốt đạo đẹp đời đã bắt đầu được hình thành nhưng còn rất ít. Nghĩa là, chúng ta ngoài việc giúp đỡ vật chất cho người qua cơn túng thiếu, ta còn phải chỉ cho họ có đủ niềm tin về nhân quả mà tìm cách dứt ác làm thiện. Chúng tôi đã làm việc này trong nhiều năm nay, đi vào các vùng sâu, vùng xa, đi vào các trung tâm bảo trợ, đi vào các trường học để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn với tinh thần lá lành đùm lá rách, kêu gọi mọi người cùng kết nối yêu thương, sẻ chia cuộc sống. Việc làm của Phật giáo giúp cho con người cái cần câu, chứ không chỉ cho con cá. Nghĩa là, chúng ta đem giáo lý bình đẳng nhân quả để họ thức tỉnh mà biết cách gieo trồng phước đức nhằm vươn lên vượt qua hoàn cảnh nghèo khó, bất hạnh. Phật giáo trong thời đại văn minh tiến bộ cần phải hòa nhập vào cộng đồng xã hội qua nhiều lĩnh vực cụ thể. Giáo dục hạnh phúc hôn nhân gia đình, kiến thức môi trường sống, giáo dục trẻ em, kinh tế, tài chính, quản trị, tổ chức đào tạo gia đình Phật tử. Chúng ta phân biệt rõ hai lĩnh vực. Một bộ phận chuyên tu, không bận tâm đến vật chất, để tĩnh tâm mà an nhiên tự tại trong mọi hoàn cảnh. Mặt khác, bộ phận hoằng pháp cần phải giao tiếp với xã hội để tạo những phương tiện truyền thông dung hợp đạo đời. Xã hội ngày nay là xã hội cạnh tranh. Đạo Phật không thể an bần lạc đạo như quan niệm xưa kia. Đức Phật không cấm chúng ta làm giàu, chỉ cấm làm giàu bất chính, thiếu đạo đức mà thôi. Nếu chúng ta an phận và nghèo vật chất, thì lấy gì giúp đỡ người bất hạnh? Phật tử ngày nay có quyền làm giàu để có điều kiện đóng góp giúp đỡ xã hội về mọi mặt mà vẫn giữ được đạo tâm trong sáng. Phật giáo ngày nay nếu biết kết hợp hoằng pháp với các sinh hoạt từ thiện sẽ đem lại kết quả tốt đẹp cho nhiều người hơn. Dĩ nhiên, cái nghèo cái đói là bệnh trầm kha. Cứu trợ giúp đỡ chỉ là giai đoạn nhất thời. Công việc như thế chỉ là muối bỏ biển. Chính vì thế, Phật giáo giúp đỡ vật chất để có cơ hội khuyên nhủ mọi người tin sâu nhân quả, thể hiện lòng biết ơn và cố gắng tránh ác làm lành, được sự quan tâm của chính quyền các cấp, tạo công ăn việc làm và vốn liếng để người bất hạnh vươn lên làm mới lại chính mình bằng tình người trong cuộc sống. Như vậy, hoằng pháp lợi sinh cũng là việc cần xét đến, nhất là tại đất nước Việt Nam chúng ta còn nghèo khó. Phật giáo lợi sinh cả vật chất lẫn tinh thần là một việc làm mang ý nghĩa tốt đời đẹp đạo. Người Phật tử chân chính khi tu học có an lạc hạnh phúc, trước tiên khuyên nhủ gia đình người thân có niềm tin sâu sắc về nhân quả. Nhờ vậy, họ sẽ tránh xa điều ác mà hay làm điều lành. Rộng ra hơn nữa là chúng ta sẽ hướng dẫn bạn bè, đồng nghiệp cùng bà con xóm giềng quy hướng về Phật Pháp để cùng nhau sống tốt hơn. Một người biết tu hành thì gia đình an vui hạnh phúc. Cả xóm biết tu thì mọi người sẽ thương yêu, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều người cùng tu thì đất nước sẽ giảm bớt tệ nạn xã hội và cùng vui sống với nhau bằng tình yêu thương chân thực. Nói tóm lại, tám pháp mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta vừa có cơ hội hoàn thiện chính mình về nhân cách, đạo đức mà còn có điều kiện dấn thân phục vụ tha nhân nhằm làm giảm bớt nỗi khổ niềm đau để mọi người sống với nhau bằng trái tim thương yêu và
hiểu biết. Trong tình yêu, nếu chẳng thể đến với nhau, thôi đành coi như duyên phận đã tới cuối đường, rằng chỉ có thể cùng nhau đi một quãng thế thôi. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ cùng quý Phật tử và các bạn lời Phật dạy về ba vô thường giúp con người vượt qua cảm giác thất tình. Thưa các bạn, tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng và vô cùng cao đẹp. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn yêu nhau, nắm tay và đi hết con đường. Có khi tình yêu dang dở, đứt gánh giữa đường, người ta dễ rơi vào cảm giác thất tình, đau buồn, chán nản. Cảm giác thất tình, có lẽ mọi người trên trái đất này đều đã ít nhất một lần trải qua. Con người gặp và yêu nhau là do duyên phận. Nhưng duyên phận lại là điều vô cùng kỳ lạ. Không ai có thể hiểu thực sự về nó. Có thể hữu duyên vô phận, có thể yêu nhau, nhớ nhau, nhưng không thể gần nhau. Không cố ý đeo đuổi thì lại có. Cố gắng có khi lại chẳng thành. Ở đời có câu, có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở. Vô tình cấm liễu, liễu lại xanh. Là gì như vậy? Tại sao như vậy? Là gì như thế? Tuy nhiên, con người cũng nên hiểu rằng, hôm nay có duyên phận, không có nghĩa là cả đời có duyên phận. Có thể người ta chỉ đi được cùng nhau một quãng đường nào đó mà thôi. Mất đi rồi, cũng không nên quá ủ rũ, đau buồn làm gì. Càng không thể nghĩ rằng thế giới này sụp đổ. Bởi làm như thế chỉ càng thêm đau lòng mà thôi. Người mất đi nhất định không phải là người thích hợp nhất. Vật mất đi nhất định không phải là vật tốt đẹp nhất. Bởi vậy khi thất tình, chúng ta đừng nên nghĩ đó là một cái gì đó quá ghê gớm, rằng tình yêu của chúng ta vĩ đại, không thể thay thế, rằng anh ấy, cô ấy là người tuyệt vời nhất, mà nên nghĩ rằng đó chỉ là một giai đoạn sinh học nhất thời của chúng ta như bị ốm vậy. Dần dà theo thời gian khỏi bệnh, cơ thể chúng ta sẽ lại bình phục. Khi đó nhìn lại, chúng ta thấy mình ngày xưa vật vã thật là buồn cười. Đức Phật dạy rằng, tất cả những gì trong thế gian đều biến đổi, hư hoại, đều là vô thường. Chúng ta đau khổ bởi cứ hy vọng tình yêu này là mãi mãi. Ta hãy cùng tìm hiểu vì sao như thế. Vô thường có ba: thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Nói về thân vô thường, thân thể của bạn không mãi mãi khỏe mạnh, không thể trẻ mãi không già. Từng sát na, từng giây trong thân bạn biến đổi, từng tế bào chết đi, tế bào mới lại sanh ra. Các bạn không có phương pháp bảo vệ bản thân. Lỡ một ngày bạn bị ung thư, nhan sắc tàn phai, bị bệnh nan y, liệu người yêu của bạn có còn mặn mà với bạn như xưa hay không? Về tâm vô thường, chúng ta phải biết rằng lòng người thay đổi, đổi thay. Con gái thì sáng nắng, chiều mưa, trưa là giông bão. Con trai thì chẳng biết đó là Lý Thông hay là Thạch Sanh. Chẳng ai mà đoán cho được. Người thì đi du học, người thì đi làm ăn xa, kẻ ở nhà mòn mỏi chờ đợi. Rồi qua năm tháng xa mặt cách lòng, chẳng mấy ai mà giữ được cho cái tình yêu thuở đó. Có thể bạn đang có một tình yêu đẹp, nhưng cũng phải nhận ra một sự thật là trong tình yêu đó luôn ẩn chứa một sự đổ vỡ, bởi vì đó là vô thường. Người Phật tử biết như vậy nên luôn sẵn sàng đón nhận những điều bất trắc có thể xảy ra trong tình cảm. Nhờ vậy, tránh được những hành động tiêu cực như bị sốc, thất tình, tự tử, vân vân. Về hoàn cảnh vô thường, có nghĩa là vạn vật trước mắt bạn luôn thay đổi, tình thế thay đổi, cuộc đời thay đổi. Yêu nhau thật nhiều, nhưng cũng không thể được gần nhau. Thí dụ như chiến tranh, thiên tai, tử nạn.
một khía cạnh khác của hoàn cảnh vô thường. Thí dụ, bạn Dần và bạn Mùi, trước nghèo thì sao cũng được, bỗng dưng giàu có thì chẳng nhìn mặt nhau. Có một chuyện khác, bạn Sửu tích góp tiền để giúp cho bạn Tí, người yêu bao năm ăn học đàng hoàng. Đến khi tốt nghiệp thì người yêu lại gạt bỏ và yêu một người khác cùng đẳng cấp xã hội, có trí thức, chứ ai lại mặn mà với bạn Sửu, một người nghèo ít học nhưng chỉ có tấm lòng. Trường hợp hoàn cảnh thay đổi như vậy, thử hỏi bạn Sửu có chịu nổi áp lực này hay không? Người con Phật nên nhìn trước được hoàn cảnh để gìn giữ hạnh phúc của mình. Nhân duyên qua lời dạy của Phật, sâu sắc, giản đơn. Con người ta tốt hơn, hãy mở rộng tấm lòng của mình. Cái mất đi là cái đáng quý. Bởi mất đi cho ta tự nguyện, do duyên phận của đời ta. Cho nên, dù nhiệt tình như ngọn lửa, ngọt ngào như hoa, ôn hòa như nước, thì cũng là đoạn tình cảm đã qua. Duyên phận đi tới cuối đường, buông tay cầu thanh thản. Nghe lời Phật dạy, bốn nguyên tắc giải thoát khỏi sự nghèo khổ. Thưa các bạn, chúng ta thường có thói quen than trời trách đất, không ngừng hỏi lý do tại sao mình lại nghèo, dù đã cố gắng nỗ lực rất là nhiều. Dưới đây là lý do và những nguyên tắc vàng giúp cho các bạn chuyển nghiệp nghèo theo lời Phật dạy. Thứ nhất là không bao giờ nên mong giàu. Nguyên nhân của những dằn vặt đau khổ mà người nghèo phải trải qua đó là luôn khát khao được giàu có. Tuy nhiên, phải làm phước, phải có phước thì mới có tiền. Phước ở đây chính là những việc làm lợi ích của chúng ta, giúp người, giúp đời. Còn như suốt ngày chỉ ngồi nghĩ về tiền, thì tiền càng không đến. Càng mong muốn nhiều tiền, thì tiền càng không có. Nguyên tắc thứ hai là phải hiểu rằng nghèo là do mình đã phạm sai lầm gì đó trong quá khứ. Luôn ghi nhớ điều này, đồng thời sám hối nghiệp xưa. Chúng ta cần phân biệt rõ ranh giới giữa việc không cần tiền và ráp vẻ không cần tiền. Đừng để việc không cần tiền biến thành thái độ tự thấy mình ngon lành mà không cần giàu, không thèm giàu rồi dên mặt lên coi thường tất cả. Cái ráp vẻ sẽ khiến ta nghèo mãi. Thái độ đúng ở đây là biết chắc chắn mình đã phạm sai lầm gì đó trong quá khứ mà bây giờ không tự nhìn ra được. Chính cái biết này là sự sám hối âm thầm giúp cho ta nhanh chóng thoát khỏi nghiệp cũ. Nguyên tắc thứ ba là biết rằng nhờ cảnh nghèo mà mình thương yêu được mọi cảnh khổ trên đời, mà nếu giàu thì chưa chắc đã có. Người sinh ra trong cảnh giàu có thường không thể thấu hiểu và cảm thông được nỗi khổ của người nghèo vì họ chưa từng trải qua. Cho nên hãy vui mừng vì nhờ nghèo mà mình thương yêu được rất nhiều người bị những người khác bỏ quên. Thương yêu được mọi người là chất liệu, là nền tảng của những việc thiện lành, những việc tạo ra phước đức giúp chúng ta vượt lên. Nguyên tắc thứ tư là dù nghèo nhưng vẫn cố gắng chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh. Người giàu làm phước rất dễ dàng, họ có thể bỏ ra cả triệu đồng để bố thí, nhưng vẫn không thể quý bằng người nghèo giúp được một người qua cơn đói với bữa cơm đạm bạc. Thời xưa, có người từng hỏi Phật, con nghèo quá, không có gì để bố thí cả. Phật trả lời, không ai nghèo đến mức không có một hạt cơm để bố thí cho con kiến. Sự cố gắng chia sẻ thiếu thốn với người khó khăn hơn mình là phước đức rất lớn, là quà tặng của đất trời ban tặng cho người nghèo. Nhờ vậy mà cuộc sống sẽ được tốt dần lên. Tiếp theo là lời Phật dạy trong cuộc sống để chúng ta tâm an. Thưa các bạn, khổ đau hay hạnh phúc gì đó chỉ là cảm giác. Và cảm giác ấy do chúng ta tự tạo nên. Người giàu sang chưa chắc đã hạnh phúc và người hạnh phúc chưa chắc đã giàu sang. Vì vậy, hãy bình thản đón nhận mọi chuyện với tâm thế vô tư, tự tại để rèn luyện cảm giác hạnh phúc cho chính mình.